Sau khi các bạn đã kiểm tra tất cả các tài khoản trên bảng cân đối nhá, kiểm tra tất cả tài khoản và các chi tiết tài khoản nó đã rất là đã khớp rồi, thì các bạn làm cho mình một cái bước cuối cùng, đó là mình kết chuyển ghi nhận lỗ lãi cuối kỳ nhá. Thì trên phần mềm Misa nó có cái tính năng ở phần tổng hợp ạ, các bạn có cái phần kết chuyển lỗ lãi luôn, các bạn phần thêm này, và các chọn cho mình trong đến ngày hạch toán là ngày 30/06/2021. Thì là ở đây nó sẽ đồng thời làm tất cả các bút toán kết chuyển từ tài khoản 5 năm đầu năm và đầu 6 sang tài khoản 911 cho mình nhá. Đấy, thì là ở đây mình sẽ nhìn thấy là đang đang nợ cho tài khoản 4212, tức là hoạt động của quý 2 đang bị lỗ nhá. Đấy, tức là khi hoạt động của quý 2 đang bị lỗ như này thì mình sẽ không phải làm mình không phải nộp thuế tạm tính nữa, đúng không? Đấy thôi. Thế là mình đã làm xong cái phần kết chuyển lỗ lãi, và các bạn nhìn sang bản cân đối nhá. Các bạn nhớ kiểm tra cái bản cân đối tài khoản cho mình nhá. Bản cân đối tài khoản ở đây các bạn phải nhìn thấy là, thứ nhất là tổng ở cái phần tất cả các tài khoản đầu năm cho đến đầu 6 cho đến đầu 9 chẳng hạn, thì tất cả nó phải số dư cuối kỳ về không. Và tiếp theo là tổng phát sinh nợ và tổng phát sinh có phải bằng nhau nhá. Và đây mình sẽ ghi nhận là cái khoản quý 2 là đang bị lỗ bằng này tiền. Đấy là mình đã hướng dẫn xong cách cách mà kết chuyển lỗ lãi trên phần mềm nhá.